Dạ vâng, em xin kính chào quý anh chị đang xem kênh Sở Hữu Nhật Bãi. Trong video ngày hôm nay, em sẽ lên sóng giới thiệu đến quý anh chị những cái chiếc bếp ga rất là đẹp đang sẵn hàng tại kho bên em, những cái chiếc cơ bản độ bền cao, trước mặt kính phun tính năng. Đầu tiên giới thiệu đến quý anh chị là một chiếc bếp cơ bản dòng nồi đồng cối đá đến từ thương hiệu Zinnai, dòng mặt men phía trên màu đen. Mặt men phía trên màu đen, mặt men thì dễ vệ sinh này, dễ lau chùi, không có bị oxy hóa theo thời gian dài và đặc biệt là ít bị chảy xước trong quá trình các bác sử dụng. Do là mình tác động của cái thức ăn phía trên này, khi mà mình đặt nồi niêu, xong chảo hoặc là bát đũa lên thì cái mặt men này rất là bền luôn, đặc biệt là rất là dễ vệ sinh nha. Chiếc bếp nồi đồng cối đá sử dụng công tắc nốt vặn là công tắc bật bếp này, và các bác những cái công tắc nốt vặn này thân thuộc với các bà các mẹ với chị em phụ nữ nhá, đặc biệt là những cái dòng bếp mà Zinnai. Đấy, những cái chiếc bếp Zinnai lửa rất là xanh, lửa xanh thì tiết kiệm ga, lửa xanh thì không lo đen đít nồi. Còn có thêm một cái chiếc lò nướng ở phía dưới nữa để các bác có thể nướng tôm, nướng thịt, nướng cá, nướng mực rất là tiện lợi luôn nhá. Đấy, các bác xem lửa rất là xanh đúng không ạ? Thì em vừa bật lửa của cái chiếc bếp Zinnai A11 đến quý anh chị trong video buổi tối ngày hôm nay. Rồi ok. Và cái chiếc này thì sử dụng bo lửa bằng hợp kim nhôm nguyên khối này, có tim cảm biến này, tim cảm biến chạm đáy nồi, đo được nhiệt độ nồi lên đến 200 độ thì sẽ tự động nhỏ vùng lửa, và 250 độ C thì sẽ tắt lửa khóa ga. Có cái thủy ngân chống trào màu đen này, nước trào ra vào cái họng bếp và cái cảm biến thủy ngân này thì bếp sẽ tự động tắt lửa. Tắt lửa xong thì sẽ khóa ga luôn. Cái màu trắng này nó là kim đánh lửa này. Do là bếp sử dụng IC để đánh lửa nên là sẽ cần một đôi pin đại làm nguồn. Khay chứa pin thì nằm ở bên góc trái của bếp ạ. Mua hàng thì nhà em sẽ kèm cho các bác một đôi pin mới. Mình có pin để mình test bếp lúc nhận hàng và sử dụng trong thời gian đầu. Còn hết pin thì các bác có thể mua ở cửa hàng tạp hóa, cửa hàng điện gia dụng sẽ có. Chỉ 15 đến 30 nghìn tùy vào chất lượng pin và sẽ sử dụng được lâu hay không là do nhà mình dùng nhiều hay ít nha. Rồi, cái phần phía trên này sẽ là phần thoát hơi nhiệt của lò nướng ở phía dưới này. Khay nướng ở bên dưới luôn này. Thành vách chiếc này còn rất là đẹp luôn các bác nhá. Chưa có bị bóp méo, cũng chưa có bị hoen dỉ ở đâu. Thành vách em đang quay cận cảnh cho các bác xem này. Chiếc bếp A11 đến từ thương hiệu Zinnai, dòng nồi đồng cối đá siêu bền. Em bán chiếc này với giá là 2,1 triệu đồng bao ship, bảo hành 1 năm và đồng hành trọn đời bếp luôn ạ. Qua mã tiếp theo, giới thiệu đến quý anh chị một chiếc bếp nữa đến từ thương hiệu Paloma. Dòng công tắc phím đề là công tắc bật bếp. Và các bác thấy cái màu sắc của nó rất là đặc biệt. Đối với những cái người mà làm bếp bãi giống như bọn em thì đây là màu gọi là màu xám lông chuột. Màu xám lông chuột thì mặt men này, dễ vệ sinh này, dễ lau chùi. Và cái màu của nó rất là tây nhá, màu cực kỳ tây luôn. Phía trên là màu xám lông chuột, phía dưới của nó là màu nâu cà phê nhá. Phím đề là công tắc bật bếp này, các bác điều chỉnh cần gạt to nhỏ đây giúp em là điều chỉnh lửa to nhỏ. Ưu điểm của cái dòng phím đề đấy là có khóa cho em ở dưới này, mình không dùng thì mình gạt sang thì sẽ không nhấn được. Đấy là ưu điểm của dòng phím đề nhá. Chiếc bếp này thì sử dụng bo chia lửa bằng hợp kim nhôm nguyên khối này. Đây, còn rất là đẹp luôn các bác nhá, đang còn vuông thành đứng cạnh này. Phần phía trên là phần tấm chắn thép để chắn dầu mỡ. Họng của nó thì sẽ có tim cảm biến hai bên nhô lên như thế này, tương tự giống như chiếc bếp A11. Kim đánh lửa màu trắng này, thủy ngân chống trào này. Đấy, cái phần phía trên này là phần thoát hơi nhiệt của lò nướng ở phía dưới này. Mặt men các bác nhá, mặt men dễ vệ sinh này, dễ lau chùi, đến từ thương hiệu Paloma. Chiếc bếp A12 thành vách đây các bác nhá. Đấy, có họa tiết trang trí luôn này. Có tem trang trí này và bên này cũng thế nhá. Chiếc bếp rất là đẹp luôn, đến từ thương hiệu Paloma. Kiềng thì sẽ là bằng một đôi kiềng chắc chắn. Đấy, một đôi kiềng bằng hợp kim thép chắc chắn. A12, chiếc bếp này thì em bán với giá là 2,7 triệu đồng bao ship, bảo hành 1 năm, đồng hành trọn đời bếp luôn các bác nhé. Dạ, tiếp theo, chia sẻ tiếp theo là đến các bác một chiếc bếp đến từ thương hiệu Zinnai. Một thương hiệu rất là được nhiều quý khách hàng yêu thích. Và cái con này thì là mặt của nó là mặt màu ghi chì này, mặt màu ghi chì các bác nhé, rất là đẹp, mặt men. Mặt men thì dễ vệ sinh này, dễ lau chùi. Những chiếc mặt men này thì độ bền cực kỳ cao rồi. Bo trên lửa thì sẽ là bằng hợp kim nhôm nguyên khối này. Tim cảm biến chạm đáy nồi đây. Tim cảm biến hai bên nhô lên chạm đáy nồi. Đo được nhiệt độ nồi lên đến 200 độ thì nhỏ lửa. 250 độ thì tắt lửa khóa ga. Đấy là cái tính năng an toàn mà chiếc bếp Nhật nào cũng có. Và phải hoạt động thật là tốt thì nó mới chống cháy được các bác nhé. Chiếc bếp này thì cũng sử dụng công tắc phím đề là công tắc bật bếp, điều chỉnh cần gạt to nhỏ đây giúp em nha. Đấy, phím đề có khóa trẻ em này. Ưu điểm của dòng phím đề là có khóa trẻ em này. Tương tự giống như cái chiếc bếp A12 thì nó cũng là thêm một cái chiếc lò nướng nhá. Bếp đêm này thì cũng có lò nướng các bác nhá. Chiếc nào cũng có lò nướng cả. Nội thất lò nướng thì em mời các bác quan sát này, rất là đẹp luôn nhá. Đấy, nội thất cực kỳ đẹp luôn này. Chiếc bếp Zinnai A13
phần phía trên này là phần thoát hơi nhiệt của lò nướng ở phía dưới này, thành vách này các bác này. Đấy, có bị chấm sơn một chút thôi, nhưng mà chấm cái màu của cái mặt đấy luôn, đúng màu đấy luôn, không có lộ đâu nhá. Chiếc bếp này đời cao, đời 2022 các bác nhá. Đời 2022 rất là đẹp. Chiếc bếp A13. Này, chiếc bếp mã số 3. Dòng Zinai pin tiểu này, dòng Zinai pin tiểu nhá. Pin này thì dễ mua này, rẻ nữa. Chiếc bếp A13 dòng Zinai đời 2022. Chiếc này thì em bán với giá là 3 triệu đồng bao ship, bảo hành 1 năm, đồng hành trọn đời bếp luôn các bác nhá. Ai mà yêu thích cái thương hiệu Zinai, yêu thích cái màu ghi chì thì có thể lựa chọn cái chiếc bếp này về không gian bếp nhà mình nhá. Em đã giới thiệu các mẫu bếp chức năng rồi, thì các mẫu bếp cơ bản rồi, thì em lướt qua cho các bác một số mẫu bếp chức năng khác. Ví dụ như là chiếc bếp A14 em đang giới thiệu đến quý anh chị đây, là một chiếc bếp mặt kính phía trên màu người ta gọi là màu trắng tinh khôi nhá, màu trắng tinh khôi rất là đẹp. Mặt kính thì dễ vệ sinh này, dễ lau chùi và không có bị chảy xước các bác nhá. Bo lửa thì bằng hợp kim đồng này. Đây, bo lửa bằng đồng các bác này. Rất là đẹp luôn nhá. Đây, bo lửa bằng đồng này. Đang còn vuông thành đứng cạnh này. Các cái chế độ của nó, ví dụ như là chế độ an toàn thì em không chia sẻ nữa vì bếp Nhật nào cũng có rồi. Tính năng chống cháy nồi và chống cháy thức ăn. Ngoài ra thì nó còn có phím 3S hỗ trợ nấu lửa liên tục, tắt các chế độ cảm biến chống cháy nồi đi. Chiên rán, chiên xào không bị lửa ngắt này. Có chế độ cài đặt được nhiệt độ chiên rán từ 160, 180 lên đến 200 này. Chế độ tự động nấu nước sôi 5 phút rồi tắt, nấu cơm, nấu cháo. Đặc biệt là đồng hồ hẹn giờ, bếp nấu bên trái, bếp nấu bên phải và hẹn giờ lò nướng này. Lò nướng thì một tầng lửa rộng rãi các bác nhá. Đấy, nồi thất lò nướng đây nhá. Chiếc bếp Zinai chúng ta có thể hẹn tối đa được là 90 phút của bếp nấu và tối thiểu là 1 phút. Bếp nướng thì chúng ta hẹn tối đa được là 15 phút và tối thiểu là 1 phút. Mình hẹn đồng thời một bếp nấu và một bếp nướng, không đồng thời hẹn đồng hồ hai bếp nấu các bác nhé. Đấy, cộng là tăng, giảm là trừ. Các bác muốn hẹn bếp nào thì mình phía trên này là bếp bên trái này, bếp bên phải này, thì mình muốn bếp nào hẹn giờ thì mình nhấn vào nút đấy thôi. Chiếc này thì cũng sử dụng công tắc phím đề là công tắc bật bếp các bác nhé, phím đề, và mình điều chỉnh cái lửa to nhỏ ở phần cần gạt phía trên này. Thành vách chiếc này em quay cận cảnh cho các bác xem này. Khay chứa pin thì nằm ở bên góc trái của bếp nhá. Rất là đẹp luôn ạ, cực kỳ xuất sắc luôn. Chiếc bếp A14 đến từ thương hiệu Zinai. Bo lửa bằng đồng nhá. Rồi, chiếc bếp A14 này em bán với giá là 3,8 triệu đồng bao ship, bảo hành 1 năm, đồng hành trọn đời bếp luôn các bác nhá. A14 ạ, màu trắng tinh khôi. Nếu mà các bác không muốn mua màu trắng thì có thể lựa chọn chiếc bếp A15, một chiếc bếp mặt màu đen phía trên, cũng là mặt kính nhá. Mặt kính ánh kim tuyến rất là đẹp luôn. Những cái chiếc bếp ánh kim tuyến mặt kính vô cùng sang trọng này. Bo lửa bằng hợp kim đồng nhá, bo lửa cũng là bằng đồng nguyên khối đây. Đây, bo lửa bằng đồng nguyên khối này, dòng Zinai RTS66, có các tính năng an toàn và các chức năng khác, ví dụ như là chế độ tự động nấu cơm này, tự động nấu cháo này, đồng hồ hẹn giờ của lò của bếp nấu này lên đến 90 phút và tối thiểu là 1 phút. Bếp bên này thì sẽ có phím 3S hỗ trợ nấu lửa liên tục, tắt các chế độ cảm biến chống cháy nồi đi để chiên rán, chiên xào không bị lửa ngắt, ví dụ như là rang lạc hoặc là xào rau muống này, xào thịt bò này. Có chế độ tự động nấu nước sôi 5 phút rồi tắt và nấu nước tự động này. Cài đặt được nhiệt độ chiên rán từ 160, 180 lên đến 200 này. Đồng hồ hẹn giờ của lò nướng hai tầng lửa các bác nhá. Lò nướng hai tầng lửa thì chúng ta sẽ không cần phải lật lên lật xuống, lật trái lật phải làm gì, mình để thấy mình nướng thôi, mình căn kè thời gian là được. Rất là tuyệt vời. Chiếc bếp A15, chiếc bếp A15 mã số 5. Chiếc bếp này thì em bán với giá là 4 triệu đồng bao ship nhá. 4 triệu đồng bao ship, bảo hành 1 năm và đồng hành trọn đời bếp luôn ạ. Chia sẻ với các bác một mã cuối cùng trong video này mà em chưa có đánh số nhá. Chiếc bếp Zinai RTS62, một chiếc bếp full inox, kiềng inox này, bo viền inox này và phần nắp chấn khói là cũng bằng inox này. Rất là đẹp luôn các bác nhá. Bo chia lửa bằng hợp kim nhôm nguyên khối này, phần phía trên là phần tấm chắn thép để chắn dầu mỡ này. Các cái chi tiết của bếp như là kim đánh lửa này, thủy ngân chống trào này, đầy đủ hết nhá. Các tính năng ví dụ như là nấu cơm này, nấu cháo này, đồng hồ hẹn giờ của bếp nấu bên trái này, và cài đặt được phím 3S này, chế độ tự động nấu nước sôi 5 phút rồi tắt và nấu nước tự động này, cài đặt được nhiệt độ chiên rán từ 160, 180 đến 200 này, đồng hồ hẹn giờ của bếp nướng này, lò nướng hai tầng lửa. Rất là đẹp luôn quý anh chị nhá. Đây, lò nướng hai tầng lửa này. Đó, vô cùng xuất sắc luôn. Chiếc bếp Zinai RTS62 full inox. Đây, kiềng cũng là bằng inox các bác nhá. Kiềng này là kiềng CNC nhà em cắt này. Đó, kiềng inox nhá. Còn bác nào mà muốn lấy kiềng zin của bếp thì nhà em cũng có nhá.
Kiềng zin của bếp cũng có, còn đây là kiềng CNC nhà em cắt này. Chiếc bếp zin này RTS62. Chiếc bếp này thì em bán với giá 4,5 triệu đồng bao ship, bảo hành 1 năm và đồng hành trọn đời bếp luôn ạ. Thì đây là các chiếc bếp mà em đã giới thiệu và báo giá với quý anh chị trong video buổi tối ngày hôm nay. Bác nào mà có nhu cầu cần mua bếp chức năng hay bếp cơ bản thì có thể kết nối với em, sẵn hàng tại kho. Nhà em có rất là nhiều bếp luôn ạ. Sẵn hàng tại kho thì em có thể tư vấn chọn cho quý anh chị những cái chiếc bếp phù hợp với nhu cầu sử dụng với chi phí mình mong muốn bỏ ra nhé. Nhà em thì đúng thực sự là nhà không có gì ngoài bếp. Mẫu bếp nào hoặc là dòng cơ bản hay là dòng chức năng, mẫu nào nhà em cũng có các bác nhé. Chỉ cần các bác có nhu cầu thôi thì hãy kết nối với em sẽ tư vấn và chọn cho các bác những cái mẫu phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng với chi phí mình mong muốn bỏ ra. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã đón xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo ạ.